Chào các bạn tin nhanh 24/7. Tin tức an ninh nổi bật ngày 3/8. Trung úy công an thừa nhận gọi điện thoại cho em trai đến quán nhậu đánh người. Đêm ngày 29/7 vừa qua, tại quán Tigon ở trên cái địa bàn xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa đã xảy ra một vụ ẩu đả khiến một người tử vong. Vụ việc được biết có liên quan đến trung úy Nguyễn Kim, lái xe của đội tổng hợp là công an thành phố Bà Rịa. Nạn nhân là Nguyễn Ngô Anh Tấn, sinh 1978, ngụ ở Tân Hưng. Cụ thể, như báo pháp luật có đưa tin, vào khoảng 18 giờ ngày 19/7, Kim tới quán ăn trên thì gặp anh Tấn và nhóm bạn đang nhậu. Tại đây, Tấn cho rằng Kim có hành vi không đúng với vợ của mình là chị Dê, 27 tuổi, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Kim gọi điện thoại cho em trai của mình là Nguyễn Hiệp, 31 tuổi, kể rằng bị Tấn giữ lại và gọi em đến quán nhậu đánh vào mặt anh này. Lý do do đang ngồi nhậu cùng với Hiệp nên Hiệp đã rủ Trung Hoàng, 37 tuổi, ngụ ở xã Hòa Long đi cùng. Như báo Thanh Niên có thông tin, Hoàng và Hiệp đi tới quán bar lấy một con dao dài 57cm tới quán nhậu đánh vào mặt cho anh Kim. Khoảng 23 giờ cùng ngày, hai đối tượng chạy xe máy đến quán nhậu trên, gọi xong vào đánh anh Tấn. Khi nạn nhân đã phản ứng bỏ chạy nhưng đã bóp ngã thì Hiệp và Hoàng cầm dao đuổi theo chém rất nhiều nhát vào mặt và lưng tay của anh Tấn. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi. Sau khi án xong, Hiệp và Hoàng đã ra công an ở thành phố Bà Rịa đầu thú. Trung úy Nguyễn Kim cũng đã bị tạm đình chỉ công tác để yêu cầu giải trình cái nội dung liên quan. Bắt quả tang nữ nhân viên kích dục cho khách ở vùng ven Sài Gòn. Theo đó, vào chiều ngày 2/8, công an ở xã Bà Điểm phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan của huyện Hóc Môn đã tiến hành kiểm tra chi nhánh 1 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ giải khát Phương Dung nằm ở trên quốc lộ 1A, ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một nhân viên 19 tuổi đang thực hiện hành vi kích dục cho khách nam. Ngoài ra còn có một nữ nhân viên khác đang chờ phục vụ cho khách ở phòng bên cạnh. Hai nữ nhân viên khai nhận là nhân viên của công ty trên. Cả hai làm việc hợp đồng trong vòng 3 tháng với công việc là pha cà phê, phục vụ đồ uống. Theo đó, khách có nhu cầu thì được nhân viên thỏa thuận giá cả và được đưa vào phòng bên trong để kích dục với giá là 150.000 đồng một lần một lượt. Các nữ nhân viên chia lại cho chủ là 1/2 số tiền đã thỏa thuận với khách. Được biết, cơ sở trên vừa đi vào hoạt động mới đây. Để qua mặt lực lượng chức năng, bên ngoài có một vài bàn nước uống, bên trong là một căn phòng nhỏ với bề ngang là 2m và được nhân đôi bằng kéo phông màn với hai giường sắt. Hiện công an đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc. Thấy bé trai kháu kỉnh chơi ở ven đường, bà mẹ ba con bắt cóc bé đi. Trần Thị Thanh Thúy, 28 tuổi, trú ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thừa nhận bị tòa án dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tuyên phạt là 4 năm tù về tội chiếm đoạt trẻ em. Trước đó, vào ngày 6/1/2007, Thúy đi từ chợ Mường Xén ở thị trấn Kỳ Sơn, ráo lộ 7 thì thấy một bé trai kháu kỉnh đứng chơi ở bên vệ đường. Sau khi nhìn ngó xung quanh không thấy ai trông coi, Thúy nảy sinh ý định bắt cóc cháu bé về nuôi. Nghĩ là làm, Thúy liền chạy tới bế cháu bé bỏ chạy. Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán chi đuổi theo. Bị tiết lộ, Thúy đến công an ở cổng trường mầm non gọi cho cô giáo là phụ huynh của con đưa tới gửi. Giáo viên trường này không đồng ý nên đã Thúy liền bế cháu bé chạy ra hướng bờ sông thì bị những người dân đuổi kịp khống chế và giao cho công an. Tại phiên tòa ngày 1/8, Thúy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Thúy đã bị tòa hội đồng nhân dân xét xử là tuyên phạt 4 năm tù. Được biết, Thúy có chồng và ba con nhỏ ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phát hiện thi thể ngụ nữ đang trong quá trình phân hủy trên sông. Theo đó, vào trưa ngày 1/8, một số người dân ở khu chính xã Hương Nộm, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, khi đang ra khu vực bờ sông chảy qua cái địa bàn xã này thì phát hiện một thi thể ngụ nữ đang trong quá trình phân hủy. Thấy vậy, người dân đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã xác định nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân cũng như danh tính. Trao đổi chúng tôi sự việc trên, ông Phan Nguyên Tội là chủ tịch của quan dân xã Hương Nộm cho biết, sau khi cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, người dân trong khu vực đã tiến hành chôn cất nạn nhân. Vị lãnh đạo này cũng cho hay, do nạn nhân là trong quá trình phân hủy nên chưa có thể nhận dạng và chưa xác định được danh tính, cũng như chưa có người thân đến nhận dạng. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, share, subscribe.